Giá cả hàng hóa ở hai siêu thị khác nhau ở các thành phố khác nhau. Giá vệ sinh ở Duluth, Minnesota có giá 3,99 đô một gói, trong khi giá vệ sinh thành phố New York có giá 8,95 đô một gói. Ở Duluth, kem đánh răng có giá 1,95 đô một tuyết, khi ở thành phố New York nó có giá 5,25 đô một tuyết. Dữ liệu của cái này có thể được mã hóa trong trận tạp hóa sau đây. Hãy xem nó có lý không nhé. Họ có giá của giấy vệ sinh ở Duluth là 3,99 đô Đó là cái này ngay tại đây Sau đó họ có giá giấy vệ sinh ở New York là 8,95 đô Vì vậy đó là cái này ngay tại đây Đây là hàng đầu tiên ngay đây Đây là hàng giấy vệ sinh Mình sẽ viết tắt là TP Đây là hàng giấy vệ sinh Và cột đầu tiên này có vẻ như là Duluth Và cột thứ hai này có vẻ như đó là thành phố New York thành phố New York Để xem nó có đúng với các dữ liệu khác không Ở Turut, một kem đánh răng có giá 1,95 đô một tuyếp Vậy dữ liệu ở trên đề bài là dữ liệu này ở dưới đây Đây có vẻ như là hàng kem đánh răng Kem đánh răng thực chất cũng được viết tắt là TP Vì vậy mình chỉ viết tắt là răng đây là hàng kem đánh răng. Đây là kem đánh răng ở Duluth 1,95 đô. Kem đánh răng ở thành phố New York 5,25 đô. Đây là cách họ đã thiết lập dữ liệu ngay tại đây. Những câu nào đúng về ma trận trên? Chọn tất cả những câu phù hợp. Ma trận sau đây cũng có thể được sử dụng để chứa thông tin giống như ma trận G đó là điều thú vị về ma trận nhưng như chúng ta có ở đây về cơ bản là một sự diễn đạt của tất cả dữ liệu mà chúng ta có trong đoạn đề bài trên và nó rất hữu ích vì máy tính có thể sử dụng dữ liệu này miễn là nó biết những hàng này và những cột này thực sự biểu diễn cho cái gì điều đầu tiên họ hỏi chúng ta là ma trận sau đây cũng có thể được sử dụng để chứa cùng một thông tin hay không hãy xem đây là giá giấy vệ sinh ở Toulouse và ngay đằng này đây là giá giấy vệ sinh ở thành phố New York. Chúng có cùng hàng đầu tiên. Mình cho đây là có vẻ như hàng giấy vệ sinh và đây sẽ là cột của Duluth và đây sẽ là cột của thành phố New York. Sau đó nếu chúng ta xác định mọi thứ theo cách đó thì cái này sẽ phải là hàng kem đánh răng, kem đánh răng. Nhưng giá kem đánh răng ở Duluth không phải là 5,25 đô và giá của kem đánh răng ở thành phố New York không phải là 1,95 đô. Cái này không biểu diễn cùng một thông tin như trên đó. Bạn không thể đặt ngẫu nhiên xung quanh được. Bây giờ bạn có thể trình bày nó theo những cách khác. Bạn có thể có một, giả sử mình có mang trực A, chúng ta có thể chọn để làm giống giống cái này. Chúng ta có thể cho, có thể đây là cột kem đánh răng, và có thể đây là cột giấy vệ sinh. Và hàng đầu tiên này là thành phố New York. Và hàng thứ hai là Duluth. Bạn có thể làm một cái tương tự vậy. Kem đánh răng ở thành phố New York là 5,25. Giấy vệ sinh ở thành phố New York là 8,95. Kem đánh răng ở Duluth là 1,95 và giấy vệ sinh ở Duluth là 3,99. Đây sẽ là ma trận A mà mình vừa dựng lên xong cái này chứa cùng một dữ liệu bởi vì nếu chúng ta xác định thích hợp các cột và hàng đại diện cho kem đánh răng hoặc giấy vệ sinh ở thành phố New York hoặc Duluth bạn có thể chứa được những thông tin đó vấn đề với cái này là nó không nhất quán hàng đầu tiên này khiến chúng ta nghĩ là được rồi đây phải là cột Duluth đây phải là cột thành phố New York và hàng thứ hai phải là kem đánh răng vì hàng đầu tiên là giấy vệ sinh nhưng sau đó họ đã đảo mọi thứ lên nếu họ đổi hai cái này lại thì rõ ràng bạn nhận được cùng một ma trận Nhất nhất là dữ liệu sẽ nhất quán với nhau Mình chắc chắn là không cho là ma trận này chứa cùng một thông tin đâu Cột thứ hai đại diện cho giá kem đánh răng ở hai thành phố Cột thứ hai là cái này nghe đằng này Không, đó không phải là giá của kem đánh răng ở hai thành phố Đó là giá của hai hàng hóa khác nhau ở thành phố New York Vậy mình cũng sẽ không chọn cái này Phần tử G2 1 bằng 5,25 Vì vậy khi ai đó nói Nếu bạn có ma trận và hỏi cho bạn 2,1 Thì đây là các chỉ số của hàng và cột Vì vậy đây là hàng thứ 2 Cột đầu tiên Hãy đến đó, hàng thứ 2 Thì nên là 1,2 Hàng thứ 2 Cột đầu tiên thì ở ngay đằng kia G2,1 không phải là... 5,25 không phải 5,25 vậy mình cũng không chọn cái này sự thay đổi về giá của giấy vệ sinh ở Duluth có thể được biểu diễn bằng ma trận này giấy vệ sinh ở Duluth là một này của ma trận này ngay tại đây sự thay đổi giấy vệ sinh ở Duluth sẽ biểu diễn cho một sự thay đổi trong 3,99 này nhưng họ không đổi 3,99 họ đã đổi 9,75 9,75 sẽ đại diện cho một sự thay đổi trong giá giấy vệ sinh ở thành phố New York. Mình cũng sẽ không chọn cái này. Vậy mình sẽ chọn không có câu nào ở trên.